thưa quý vị và các bạn, Tân Biên là huyện vùng nông thôn biên giới. Trong những năm qua, các cấp các ngành trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng tập trung đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà ngày một phát triển vững mạnh và từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin từ huyện Tân Biên với bài viết Tân Biên đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trong những năm qua, Tân Biên đã xây dựng và triển khai chương trình hành động xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015. Ủy ban nhân dân huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển thực hiện chương trình hành động nhằm phát triển nhanh, đồng bộ về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương. Cơ sở hạ tầng của huyện ngày một thay đổi mới hệ thống điện lưới quốc gia được nâng cấp mở rộng đến tận các vùng nông thôn sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với tổng số hơn 14.000 mét đường dây trung thế, hơn 43.000 mét đường dây hạ thế, hơn 18 trạm biến áp đã được lắp đặt, đưa điện lưới về cho 99,02% số hộ sử dụng, tăng 1,02% so với kế hoạch. Hệ thống thủy lợi được xây dựng kiên cố hóa với chiều dài hàng chục km và có 12 trạm cấp nước đưa nước tưới về cho hơn 10.500 hecta, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo vùng chuyên canh ổn định, phát triển các loại cây thế mạnh như mía, mì, cao su, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện cho bà con nông dân chủ động đầu tư thâm canh tăng năng suất các loại cây trồng. Hệ thống thủy lợi Phước Hòa đang được đầu tư thi công, với quy mô đưa nước tưới về cho khoảng 13.000 hecta. Chính xã trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng trạm nước sạch, cung cấp nước phục vụ đời sống người dân. Chương trình 134 hỗ trợ giếng khoan, chính sách cho vay vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96,3%. Tính từ năm 2011 đến nay, Tân Biên đã đầu tư nâng cấp mở rộng 162 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 320 km. Trong đó, nhựa hóa hơn 133 km, sỏi đỏ gần 190 km, tổng kinh phí hơn 406 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản của nhân dân. Mình để mình xây dựng nông thôn mới thì à, mình phải mở rộng đường, mình làm đường, cho được hoàn chỉnh, cho đường tốt, đi đẹp. Đó. Thì bà con nói chung là bà con của cái tổ của tôi ở đây á, thì cũng đồng tình từng hết nhau. Trước khi mà mình họp lại để mình mở rộng con đường á, thì cho em cô bán người ta ở đây á, thì người ta cũng đồng tình cùng từng hết nhau, thì người ta cùng người ta ký tên vô từng hết nhau để xây dựng nông thôn cho được tốt đẹp. Khi được ban chỉ đạo xã triển khai về cho ban phát triển ấp để đi vào hoạt động, thì chúng tôi cũng nhận thức rõ đó là phát huy cái vai trò chủ thể của người nhân dân và làm là mục tiêu của chúng ta là để thay đổi bộ mặt nông thôn và phát triển đời sống vật chất, văn hóa tinh thần mọi mặt của nhân dân trong ấp. Trên chúng tôi đã tổ chức thành nhiều điểm để tuyên truyền vận động nhân dân cho nhân dân nắm chắc và sâu về những chủ trương chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới và nhân dân đồng tình ủng hộ và nhân dân cũng đã hứa nếu như chủ trương của nhà nước là tất cả lo cho dân thì nhân dân sẵn sàng đi theo đảng và theo chủ trương chính sách nhà nước và hiến công hiến sức để xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện cũng được đầu tư phát triển. Đề án cụm công nghiệp Thanh Xuân ở xã Mó Công được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung là 126 hectare. Hiện nay, nhà đầu tư đã tiến hành bồi thường xong 47,5 hectare đất theo quy hoạch và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột khoai mì với công suất 450 tấn bột một ngày. Với lợi thế là huyện biên giới có cửa khẩu quốc tế Sa Mát, cửa khẩu chính Trang Riệt và một số cửa khẩu phụ. Tân Biên đã đầu tư nâng cấp đường giao thông, nâng cấp mặt bằng bãi đậu xe phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế biên mậu không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai. Sự đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã tạo điều kiện để Tân Biên thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, nhất là ở các lĩnh vực ngành nghề như chế biến mũ cao su, củ mì, gia công hạt điều, giày da, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và phục vụ sản xuất chế biến hàng nông sản ở địa phương. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Tân Biên chú trọng hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở. Trạm y tế các xã, thị trấn được đầu tư xây mới về cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ y bác sĩ luân phiên để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hàng năm luôn duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trung tâm y tế huyện được đầu tư xây mới và nâng cấp với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng đồng thời trang bị thêm các loại thiết bị y tế như máy đo điện tim, máy xét nghiệm sinh hóa học tự động, máy đo điện giải, máy x-quang cao tầng, bộ khám tai mũi họng, bộ khám răng hàm mặt công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tân Biên cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư đã xây dựng kiên cố hóa 44 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Xây dựng 23 trường chuẩn quốc gia, 4 điểm trường phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi. Hiện nay, huyện đã có 11 trên 62 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên trong huyện ngày càng chuẩn hóa, không ngừng nâng cao trình độ năng lực chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp ở các bậc học năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước. Các hộ nghèo, hộ có điều kiện khó khăn được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, vốn vay để làm kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Về thuận lợi thì có sự quan tâm lãnh đạo của các của tỉnh rồi của huyện sự hỗ trợ cho xã về cái xây dựng cái nông thôn mới sự chỉ, chỉ đạo kịp thời của đảng quỹ rồi của chính quyền địa phương trong đó thì có cái ban quản lý ban phát triển ấp có sự phối hợp chặt chẽ về mà trong tác tuyên truyền vận động thì được cái sự đồng thuận của người dân chung tay xây dựng nông thôn mới về cơ sở hạ tầng thiết yếu thì địa bàn xã cũng đã được quy hoạch ổn định mang tính chất chiến chiến lược lâu dài cái phương hướng tới cái thứ nhất là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền lẫn chiều rộng và chiều sâu à, cho người dân hiểu kể à, có thể là cả cái hệ thống chính trị phải phải ra tay trong công tác tuyên truyền là cái thang chốt à, trong cái việc xây dựng nông thôn mới về à, phấn đấu á, hoàn thành các tiêu chí còn lại thì à, hiện nay thì à, còn một số tiêu chí à, như tiêu chí số 2 là về xây dựng cái cơ sở hạ tầng là còn quá nhiều cái con đường cần phải làm rồi là cái tí số 14.3 là cái đào tạo nghề ở nông thôn cần phải khi đào tạo rồi còn có khi là nó dư thừa phải chuyển đổi cái nghề sự phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã làm thay đổi bộ mặt Tân Biên theo hướng ngày một đàng hoàng, tươi đẹp hơn, góp phần thúc đẩy sức vươn lên toàn diện của một địa phương vùng nông thôn biên giới chương trình thông tin từ huyện của đài phát thanh truyền hình tây ninh đến đây xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt